Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại Honda Hòa An 1 để có thể cập nhật nhanh mức giá bán của tất cả những mẫu xe Honda trong thời điểm đầu tháng 5 của năm 2024 các bạn nha. Cụ thể là ngày 6 tháng 5 của năm 2024 với đầy đủ các mẫu xe. Mình sẽ đi lần lượt từng mẫu xe một báo giá một cách chi tiết cụ thể để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là dòng xe Honda Lead. Hiện tại mẫu xe Honda Lead đang được rất nhiều chị em quan tâm. Phiên bản các bạn đang theo dõi là một phiên bản cao cấp các bạn nha. Hiện tại Honda Lead cao cấp giá 40.600.000 đồng, nó sẽ có chóa đèn, hệ thống bóng LED. Còn phiên bản tiêu chuẩn sử bóng halogen giá sẽ là 38.200 và cao nhất là những phiên bản màu bạc mờ và đen mờ, giá sẽ vào khoảng tầm 41.600.000 đồng. Chiếc xe này hiện tại đang được rất nhiều chị em quan tâm bởi chiếc cốp của nó rất rộng, lên tới 37 lít, đủ để các bạn có thể để rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của dòng xe Honda Lead. Thiết kế của nó thon gọn hơn, khối động cơ mới ESP cộng, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Mình đã trải nghiệm và thử rồi, thấy khá là ok với dòng xe này. Tiếp theo là mẫu xe Honda SH phiên bản 125i của năm 2024, các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hiện tại SH 125i phanh CVS giá bán hiện tại là 74.500, rất rẻ các bạn nha. Các phiên bản cao cấp như các bạn đang theo, đây là phiên bản tiêu chuẩn, còn cao cấp có ABS 2 kênh ấy, và đen mờ cũng như thể thao màu xám đen đều bán chung mức giá bán là 82.500.000 đồng. Còn đối với SH 160i tiêu chuẩn giá 92 triệu, trong khi đó phiên bản cao cấp và đen mờ giá 99.500 và cao nhất là phiên bản thể thao màu xám đen giá 101.500.000 đồng. Đó là giá bán của dòng xe Honda SH phiên bản 125i và phiên bản 160i của năm 2024. Cơ bản giá bán cực kỳ tốt tại khu vực miền Bắc mà cụ thể ở Lai Châu mình luôn các bạn nha. Tiếp đến là mẫu xe Honda Grandpa các bạn đang theo dõi cận cảnh và chi tiết. Honda Grandpa phiên bản tiêu chuẩn hiện tại mức giá bán là 19.500. Ngoài màu sắc này ra còn có thêm phiên bản màu trắng và màu đỏ nữa. Trong khi đó đen nhám phía sau kia giá 20.800, tí mình sẽ quay cận cảnh hơn. Còn phiên bản cổ điển với hai màu sắc xám trắng và vàng trắng giá sẽ vào khoảng tầm 20.500.000 đồng. Đó là giá bán của dòng xe Honda Grandpa, một mẫu xe có doanh số bán ra số 1 tại Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại, không có đối thủ luôn. Còn đây là những mẫu xe Honda Winner X phiên bản V4 năm 2024. Ở đây là hai phiên bản trang hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Hiện tại Lý đang có đầy đủ hàng rồi các bạn nha. Thể thao đường đua HRC cao cấp gồm đỏ nhám, đen nhám, bạc nhám đều có đầy đủ. Và kể cả những phiên bản tiêu chuẩn không ABS gồm đen bóng này, rồi trắng đen, đỏ đen đang có đầy đủ hàng luôn. Với giá bán hiện tại của phiên bản phanh ABS này là 39.800. Còn phiên bản là tiêu chuẩn không ABS giá sẽ vào khoảng tầm 38.200.000 đồng. Giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha. Đăng ký ở huyện các bạn cộng thêm khoảng tầm 1.800.000 đồng. Còn đăng ký thành phố các bạn cộng thêm vào khoảng tầm 3.800.000 đồng. Là toàn bộ lăn bánh của mẫu xe. Các bạn lưu ý cho mình một cách cụ thể thông qua video ngày hôm nay. Đỏ nhám cũng rất đẹp luôn, với những cái đường chỉ tem xe màu vàng đồng. Và đây là mẫu xe Honda SH phiên bản 350i. Giá bán hiện tại vào khoảng tầm 130 triệu các bạn nha cho mẫu xe này. Mức giá bán quá là ok luôn, đi kèm với đó là rất nhiều những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn cho những bạn nào quan tâm tới dòng xe Honda SH phiên bản 350i. Với mẫu xe này các bạn phải thay đổi bằng lái lên bằng lái A2 thì mới có thể điều khiển được phiên bản 350i của mẫu xe Honda SH này. Rất đẹp luôn, nhìn màu sắc thì giống với phiên bản 125i và 160i. Nhưng nó sẽ trang bị khối động cơ mạnh mẽ hơn. Hiện tại mẫu xe này bình xăng vẫn để dưới yên xe các bạn nha. Phía sau đây là mẫu xe Honda Grandpa phiên bản đặc biệt với màu sắc đen nhám như mình đã báo rồi, giá 20.800 để các bạn có thể tham khảo thêm. 20.800.000 đồng cho phiên bản các bạn đang theo dõi. 2024 cơ bản tiết kiệm xăng hơn với ăn xăng ở mức là 1,72 lít trên 100 km. Rất cận cảnh và cụ thể để các bạn có thể nhìn ngắm thông qua video. Quay rất chậm nha, từng mẫu xe một báo giá một cách cụ thể như vậy để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Sau đây là hai mẫu xe số nữa, 110 phân khối gồm Honda Blade. Honda Blade thì hiện tại giá bán như sau: phiên bản phanh cơ vành nan 18.400, phanh đĩa vành nan 19.800 và phanh đĩa vành đúc là 21.800 như phiên bản các bạn đang theo dõi trên hình với màu sắc đỏ đen. Còn đối với dòng xe Honda Grand Prix các bạn đang theo dõi,
phanh cơ vành nan giá 22.800.000, phanh đĩa vành nan giá 24.000.000, còn phanh đĩa vành đúc giá 26.000.000 các bạn đang theo dõi trên mình ở đây. 26.000.000 nha cho phiên bản thể thao phanh đĩa vành đúc với ngàm phanh phía trước, giảm sóc phía sau và logo được sơn màu đỏ, nhìn cực đẹp, kỳ ok và cuốn hút. Hiện tại thì Future đang hết hàng, Future thì 31.500.000 đến 34.500.000 cho hai phiên bản phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc trong thời điểm tháng 5 này. Future các bạn phải đặt hàng trước bởi vì số lượng hàng của nó khá là hiếm, về rất là nhỏ giọt với dòng xe Honda Future. Tiếp theo đây là mẫu xe Honda SH1 các bạn đang theo dõi trên màn hình. Phiên bản phanh CVS giá 59.500.000 đồng, 59.500.000 đồng. Còn phiên bản cao cấp phanh ABS giá 64.500.000. Trong khi đó phiên bản đặc biệt với màu sắc đen nhám cũng như thể thao màu xám đen như các bạn đang theo dõi, giá sẽ vào khoảng tầm 66.500.000 đồng các bạn nha. Honda E-Blade phiên bản 125 vẫn đang có hàng, 81.000.000 cho phiên bản tiêu chuẩn, 41.800.000 cho phiên bản tiêu chuẩn và 43.800.000 đồng cho phiên bản đặc biệt. Còn đây là dòng xe Honda Vision. Vision đây là phiên bản cao cấp, Vision cao cấp giá 32.500.000, trong khi đó phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng ấy thì giá chỉ 31.000.000 thôi, rất rẻ cho dòng xe Honda Vision trong thời điểm này. Tuy nhiên thì với những phiên bản thể thao và phiên bản cổ điển, giá hiện tại đã cao lên một chút, 38.800.000, 38.800.000 cho phiên bản các bạn đang theo dõi. Và phiên bản đặc biệt ấy, màu xanh tím nhám ấy, thì hiện tại đại lý vẫn đang còn hàng luôn, các bạn có thể theo dõi ở phía sau kia. Giá sẽ vào khoảng tầm 34.200.000 đồng cho phiên bản đặc biệt của dòng xe Honda Vision. Một mẫu xe đang được rất nhiều các bạn quan tâm, đặc biệt các bạn nữ nha, đi rất tôn dáng luôn, các bạn có thể tham khảo như vậy. Các bạn có thể nhìn ngắm thông qua video của mình một cách chi tiết và cụ thể. Toàn bộ giá bán cam kết đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký, tùy theo khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau một chút các bạn nha, để các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình trong thời điểm này. Hiện tại thì cơ bản các mẫu xe đều vẫn đang còn hàng, chỉ có mẫu xe Honda Future đang hết hàng thôi, cũng đã đâu đó khoảng tầm nửa tháng nay là chưa có hàng rồi. Hy vọng trong thời gian tới mẫu xe Honda Future sẽ tiếp tục về hàng để các bạn có thể có thêm những trải nghiệm của dòng xe Honda Future này. Vario 125 vẫn đang còn hàng các bạn nha, các bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm, với giá bán vào khoảng tầm từ 42 đến 42.500.000 cho dòng xe Honda Vario phiên bản 125 năm 2024. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Tô Đàm đã quay cận cảnh chi tiết với các mẫu xe Honda báo giá trong thời điểm tháng 5 năm 2024 này để các bạn có thể tham khảo, đặc biệt cụ thể ngày hôm nay mùng 6 tháng 5 của năm 2024 rồi, để với những bạn nào yêu thích có thể qua đại lý để xem xe. Rồi, đó rất là của mình, nếu bạn nào sẽ đăng ký nhớ nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.